Xin chào các bạn, chúng ta tiếp tục chương 5 Giao tiếp LED, LED 7 đoạn, LCD, phím đơn Mai trận phím của vi điều khiển bit 16F887 Chúng ta sang phần thứ 7 Giao tiếp với nút nhấn Mai trận phím Nút nhấn bàn phím dùng để giao tiếp giữa con người và mạch điện tử để điều khiển Ví dụ, bàn phím máy tính, bàn phím điện thoại bàn phím máy bán xăng dầu dùng để nhập số tiền cần bán, số lít cần bán. Đây là hình ảnh một số các thiết bị có sử dụng đến nút nhấn và bàn phím. Đây là bàn phím máy vi tính hay bàn phím máy tính nói chung có tới 100 lẻ máy phím. Đây là một cái bàn phím 16 phím và đây là một cái sản phẩm logo của hãng Zeman có bốn cái nút nhấn và để mà chọn lên xuống trái phải cùng với hai cái nút nhấn này nữa để lập trình cho cái logo này. Máy giặt à, có các bàn phím để chỉnh cái chế độ giặt, chọn mực nước vân vân. Đây là cái mặt nạ điều khiển có các nút nhấn để điều khiển cái máy giặt này. Chúng ta thấy rất nhiều cái thiết bị phải có nút nhấn, hay cái TV của chúng ta cũng có nút nhấn để điều khiển. Cái remote control của TV cũng phải có rất nhiều nút nhấn để chúng ta có thể chọn kênh, tăng giảm volume, vân vân rất nhiều và ở phần 57 này chúng ta sẽ học giao tiếp với nút nhấn. Có hai dạng giao tiếp vi điều khiển với bàn phím và nút nhấn. Dạng thứ nhất là hệ thống ít phím, ví dụ như điều khiển động cơ bằng 3 phím, tức là có một hệ thống điều khiển động cơ bằng 3 phím, phím start là cho động cơ chạy, phím stop là ngừng, phím invert là đảo chiều của động cơ. Hay là một cái đồng hồ số có 3 đến 4 phím để chỉnh thời gian. Đây là một cái hình ảnh, một cái sản phẩm của một cái bộ định thời số và chúng ta thấy có bốn cái nút nhấn, một cái nút nhấn là tên là set, một nút nhấn là để chuyển sang phải, một nút nhấn là để chỉnh tăng giá trị và một nút nhấn để giảm giá trị. Như vậy thì hệ thống này thuộc dạng là ít phím. Hệ thống thứ hai là hệ thống dùng nhiều phím, ví dụ như bàn phím máy vi tính, bàn phím điện thoại thì khi đó chúng ta thấy ngoài những con số chúng ta nhập dữ liệu số nhập mà các ký tự vân vân chúng ta có thể đánh một chuỗi ký tự chúng ta gửi đi thì để đánh được đầy đủ như thế thì chúng ta cần phải có một hệ thống rất nhiều phím giống như bàn phím máy vi tính thực ra bàn phím của điện thoại nó cũng gần giống như bàn phím của máy vi tính như vậy thì chúng ta phân ra làm hai dạng dạng ít phím là chỉ có vài phím 3, 4 phím trở lại còn hệ thống nhiều phím thường là bàn phím cho điện thoại, bàn phím máy vi tính có từ vài chục phím trở lên. Bây giờ chúng ta sẽ đi khảo sát hệ thống ít phím và chúng ta sẽ thực hiện thông qua các bài và chúng ta sẽ thực hiện bài đầu tiên đó là bài 531. Theo yêu cầu của đề bài là dùng vi điều khiển giao tiếp với hai nút nhấn đây là vi điều khiển bit 16 f887 và 8 led đơn như vậy toàn bộ sơ đồ của bài 531 chúng ta đã nhìn thấy rất là đơn giản bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích cái sơ đồ này một d chúng ta nói với 8 led nó giống như các bài chúng ta đã trình bày hai phím nhấn có tên là on và up nó giống nhau về nguyên lý chỉ khác là cái tên. Một cái người ta đặt nút nhấn ON và một cái đặt là nút nhấn OFF. Và bọt kết nối. Một cái nói đến RE0 và một cái nói đến RE1. Một cái phím nhấn nó sẽ có hai chân. Trong cái sơ đồ này bạn sẽ thấy được chân số 1 và chân số 2. Một chân nói với RND, tức là nói map. Chân nào cũng được. Chân còn lại nói với điện trở 10 ký và nói lên nguồn VCC. Rồi nói đến một bọt của con vi điều khiển. Với nút nhấn ON thì nói với ERE0. Nút nhấn OFF thì nói với ERE1. Bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích hoạt động của cái nút nhấn này. Khi không nhấn thì phím này hở mạch. Các nút nhấn này thuộc dạng thường hở bọt ngõ vào được kéo lên nguồn VCC do điện trở kéo lên. Cho nên cái mức logic khi chúng ta đọc từ nút nhấn vào nó sẽ tương đương với mức logic là 1. Như vậy thì khi không nhấn, mức logic đọc vào là mức 1. Ngược lại, nếu chúng ta có nhấn thì nó sẽ kín mạch. Và khi đó nó nó sẽ nói bọt ngõ vào này xuống mắt. Và cái mức logic khi chúng ta đọc vào nó sẽ tương đương với mức logic là không như vậy các bạn hãy nhớ kỹ khi không nhấn đọc vào là một khi có nhấn đọc vào là không Và dĩ nhiên cái mức logic chúng ta đọc vào phụ thuộc vào cái sự tương tác giữa con người và thiết bị ta tác động đến nút nhấn thì nó sẽ đảm đổi mức logic. Còn khi chúng ta không tác động thì nó sẽ ở mức logic 1. khi ta tác động thì nó xuống mức logic 0. Phần mềm sẽ có lệnh đọc cái dữ liệu ở ngõ vào À, đọc dữ liệu ở ngõ vào mà bằng một điều đó có nghĩa rằng là nút nhấn không có được tác động không nhấn còn đọc vào là không thì có nghĩa rằng là chúng ta đã tác động đến nút nhấn phím nhấn này tức là cái sơ đồ mạch điện của hai cái phím này thuộc dạng tích cực mức không tích cực mức không có nghĩa là gì bình thường nó ở mức 1 cái mức logic của hai cái ngõ ra này nè của phím nhấn này nó là mức 1 và khi chúng ta nhấn thì làm cho nó xuống mức không nếu chúng ta đổi vị trí của con điện trở và nút nhấn cho nhau thì khi đó nó sẽ trở thành à, phím nhấn hay nút nhấn tích cực mức 1. Có nghĩa là bình thường nó ở mức 0 khi chúng ta nhấn thì nó lên mức 1. Như vậy thì chúng ta học một cái, dùng một cái. Chúng ta thường dùng cái dạng tích cực mức thấp này hay mức 0 này. Và bạn muốn dùng mức 1 vẫn được. Chúng ta sang bước thứ hai chúng ta cần tính toán các cái giá trị linh kiện có trong cái mạch điện này. Trong mạch điện này thì các giá trị điện trở hàng dòng cho LED chúng ta đã tính toán ở các bài trước. Chỉ có hai con điện trở R11, R12 của hai cái nút nhấn này là mới. Chúng ta cần phải xác định chức năng của nó. Điện trở này có chức năng hàng dòng bảo vệ nguồn khi nhấn phím. Khi chúng ta nhấn phím thì chúng ta đã làm ngắn mạch và chức năng của nó là hạn dòng bảo vệ cái nguồn VCC chúng ta đi tính cái dòng điện chạy qua con điện trở này khi chúng ta nhấn nút ON thì nó sẽ ngắn mạch và toàn bộ điện áp VCC sẽ đặt lên trên con điện trở R11 này và chúng ta tính được cái dòng điện chạy qua con điện trở R11 nó sẽ bằng VCC chia cho R11 thế giá trị vào nó sẽ bằng 5V chia cho 10kg và nó ra là 0.5 MAh. Như vậy cái dòng này rất là nhỏ. Có rất nhiều bạn khi vẽ cái sơ đồ hai cái nút nhấn này thường thì bỏ đi con điện trở. Tức là chúng ta nối thẳng cái điểm này lên nguồn luôn. Nếu không có điện trở thì khi chúng ta nhấn nút on nó sẽ làm ngắn mạch cháy nguồn. Và chúng ta có thể áp dụng công thức cũng tính như bên đây y R sẽ bằng VCC chia cho R11. Bây giờ chúng ta nối thẳng lên nguồn luôn, không dùng điện trở. Và khi đó 5V chia cho 0 ohm thì dòng sinh ra sẽ là vô cùng âm bè. Và như vậy khi bạn nhấn nút một cái thì nó sẽ làm ngắn mạch cái nguồn VCC này. Và khi đó nó sẽ làm cháy nguồn, nổ nguồn. Vì dòng rất là lớn. Và cái dòng lớn này nó sẽ đi qua các cái linh kiện tạo ra cái điện áp 5V này và những cái linh kiện nó sẽ bị cháy nổ với một cái mạch điện của nút nhấn rất là đơn giản nhưng có rất nhiều bạn sau khi học xong chúng ta vẽ sai cái nguyên lý của cái nút nhấn này nó chỉ có hai linh kiện thôi một linh kiện thứ nhất là nút nhấn linh kiện thứ hai là điện trở và chúng ta vẽ ra một cách chính xác và chúng ta lý luận à, chức năng của con điện trở chúng ta đã biết thì chúng ta sẽ vẽ chính xác cũng như nguyên lý hoạt động mới vừa trình bày. Rất là đơn giản nhưng rất nhiều bạn vẽ sai. Và bây giờ chúng ta sang bước thứ ba chúng ta sẽ tiến hành vẽ lưu đồ. Theo yêu cầu của đề bài, khi nhấn on, 8 LED sáng, khi nhấn up, 8 LED tắt. Từ yêu cầu này, chúng ta tiến hành vẽ lưu đồ như sau. Đầu tiên là cấu hình, vi điều khiển, khởi tạo các bọt vào ra. Cho LED tắt, rồi kiểm tra xem có nhấn on hay không và nếu không nhấn on thì chúng ta sẽ quay trở lại chờ cho đến khi nhấn on khi nhấn on thì chúng ta sẽ đi theo cái nhánh có này chúng ta cho led sáng rồi lại tiếp tục kiểm tra xem có nhấn up hay không và nếu không nhấn thì chúng ta quay lại đây và cứ thế cho đến khi chúng ta nhấn nút up thì nó sẽ đi theo cái nhánh này về đây và nó tắt tạm led như vậy lưu đồ của bài này rất là đơn giản mục đích là chúng ta làm quen với nút nhấn biết được mạch điện của nút nhấn nguyên lý hoạt động của nút nhấn và các lệnh liên quan đến đọc dữ liệu vào bây giờ chúng ta sẽ đi sang bước thứ tư là đi phân tích cái chương trình hàng đầu tiên là khai báo thư viện 16f887.c hai hàng tiếp theo là định nghĩa tên cho hai cái nút nhấn on là chân pin E0 up là pin E1 chúng ta nhìn thấy sơ đồ mạch điện ở đây nút nhấn on nói với chân pin E0 chúng ta có thể dùng cái tên là pin E0 pin E1 cũng được nhưng vì trong lưu đồ và bài này chúng ta đã đề cập đến nút nhấn on và up cho nên chúng ta định nghĩa hai cái tên này cho nó rõ ràng hơn đến chương trình chính set E0X07 chúng ta thiết lập cho bọt E với 3 bit RE0, RE1 và RE2 là 3 ngõ vào. Vì nút nhấn đóng vai trò là ngõ vào đối với vi điều khiển. sẽ chiếc D0X00 ta khởi tạo bọt D là bọt xuất. Đến vòng lập quay tru. Trong vòng lập quay tru này có 4 lệnh. Lệnh thứ nhất là output D0X00. Lệnh này có chức năng là xuất 8 số 0 ra bọt đề Khi đó nó sẽ làm cho 8 led này tắt Tiếp theo nó sẽ thực hiện lệnh Y Input On Lệnh này nó là sự kết hợp của hai lệnh Lệnh thứ nhất là lệnh Y Và lệnh thứ hai là lệnh Input On Chúng ta hãy nhớ lại cú pháp của lệnh Y Đi với lệnh Y là một cái mệnh đề điều kiện và nếu điều khiển đúng thì lệnh Y tiếp tục được thực thi. Còn nếu điều khiển sai thì lệnh Y sẽ kết thúc. Trong trường hợp này thì lệnh Input On lấy làm điều kiện cho lệnh Y. Lệnh Input On có chức năng là đọc cái mức logic của cái nút nhấn On. Và lấy cái kết quả đó làm điều kiện cho lệnh Y. Có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất là ta không có nhấn nút On thì khi đó cái lệnh input on sẽ đọc vào có giá trị là một và một thì tương đương với điều kiện đúng khi đó lệnh y sẽ tiếp tục được thực hiện tức là nó lại thực hiện lại công việc là đọc lại nút nhấn on rồi lại xét làm điều kiện cho lệnh y và nếu ta không nhấn thì nó cứ thực hiện mãi cái lệnh y này trường hợp còn lại khi có nhấn on tức là chúng ta có động đến cái nút nhấn on này tức là ta nhấn nút on thì cái lệnh input on đọc vào sẽ có giá trị là không, tương đương với điều kiện sai và khi đó lệnh Y sẽ kết thúc và nó sẽ thực hiện lệnh tiếp theo là output D 0xFF lệnh này có chức năng là xuất giá trị FF ra bọc D làm 8 led đơn sang như vậy thì sau khi chúng ta nhấn on xong rồi thì lệnh Y này kết thúc và nó làm lệnh thứ ba sáng 8 Vừa rồi thì tôi đã giải thích một cách tỉ mỉ cho các bạn. Bây giờ chúng ta có thể nói một cách ngắn gọn hơn như sau. Lệnh Y Input On có chức năng là kiểm tra phím On. Nếu không nhấn On thì lệnh Y tiếp tục được thực hiện. Nếu có nhấn On thì lệnh Y Input On sẽ kết thúc và nó sẽ thực hiện lệnh sau cái lệnh Y này, tức là lệnh thứ ba. Và cái cách giải thích cũng tương tự đối với lệnh Y Input Up. và tôi sẽ giải thích cho các bạn. Đọc cái mức logic của nút nhấn Up lấy làm điều kiện cho lệnh Y. Nếu không nhấn nút Up thì mức logic đọc vào là một tương đương với điều kiện đúng lệnh Y tiếp tục được thực hiện. Nếu có nhấn Up thì lệnh Input Up đọc vào sẽ có giá trị là không tương đương với điều kiện sai. Khi đó lệnh Y Input Up này kết thúc và nó sẽ quay trở về nó thực hiện lệnh thứ nhất trong cái vòng lặp while true này và khi đó nó xuất cái giá trị 00 không ra bọt đề làm 8 lấy tăng rồi lại chờ nhấn nút on tiếp giống như đã giải thích như vậy toàn bộ chương trình và chức năng của các lệnh đã được giải thích một cách chi tiết các bạn xem có gì chưa rõ thì chúng ta trao đổi thêm bây giờ chúng ta sang bước thứ năm chúng ta sẽ quan sát kết quả trên kích vì điều khiển Thì trong cái kích này chúng ta thấy có hai nút nhấn on up. Ở đây có ba nút nhấn những cái bài này mới sử dụng có hai nút nhấn. Và các nút nhấn này được nối với các chân của bọc E của con vi điều khiển và bọc D được kết nối với 8 led đơn này. Và bây giờ chúng ta sẽ quan sát. Tôi nhấn on làm led sáng, nhấn up led tắt như vậy thì mạch điện đã hoạt động đúng theo yêu cầu on up như vậy toàn bộ chương trình cũng như chạy trên kit vi điều khiển của cái bài 531 này nhấn on làm 8 led sáng nhấn up làm 8 led tắt đã được trình bày xong một lần nữa các bạn xem có cái gì chưa rõ thì chúng ta trao đổi thêm đây là một cái bài rất là quan trọng chúng ta làm quen với các nút nhấn chúng ta phải biết được mạch điện của các nút nhấn chức năng của điện trở hạng dòng trong mạch điện rồi biết nguyên lý hoạt động khi không nhấn khi có nhấn và lệnh đọc mức logic chính là lệnh input và trong đây chúng ta kèm với lệnh y đọc cái mức logic lấy làm điều kiện cho lệnh y của nút nhấn on và nút nhấn up phần trình bày của bài 531 đã xong cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và xin mời các bạn tiếp tục xem các video tiếp theo à, các bạn hãy nhớ bấm like và subscribe